Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phim 247, nơi chúng tôi cập nhật những bộ phim và tin tức mới nhất của nền điện ảnh châu Á. Hiện nay, những bộ phim cổ trang Trung Quốc cưới trước yêu sau luôn được giới trẻ yêu thích. Đặc biệt, dưới màn ảnh xứ Trung, các cặp đôi trong phim đều được mọi người đánh giá tích cực về diễn xuất và nội dung. Ngày hôm nay, hãy cùng Phim 247 điểm qua top 10 bộ phim cổ trang Trung Quốc cưới trước yêu sau mới lên sóng nhé! 1. Xuân Khuê Mộng Lý Nhân, Đinh Vũ Hề, Bành Tử Nhiễm. 2. Phu Quân Xin Tự Trọng, Dương Trạch, Đồ Chiểu Ánh. 3. Tân Nương Cát Tường, Tôn Nghệ Ninh, Phan Uyên. 4. Phong Xuyên Tự, Lâm Trạch Huy, Chu Lệ Lam. 5. Minh Môi Thiển Thú, Khổng Tuyết Nhi, Nhậm Hào. 6. Thinh Kim Khó Tránh, Lý Cửu Lâm, Trầm Phương Đồng. 7. Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể, Trương Hàm Vận, Đồng Mộc Thực. 8. Lang Quân Không Như Ý, Trần Chiết Viễn, Ngô Tuyên Nghi. 9. Gả Nhầm Thái Tử Phi, Quan Hồng, Hoàng Nhật Oánh. 10. Hoàng Hậu Lưu Hoắc Bàng, Lạp Mục Dương Tử, Lý Hoành Nghị. Video đến đây là kết thúc rồi. Các bạn cũng đừng quên like, đăng ký kênh, chia sẻ và luôn ủng hộ kênh Phim 247 nhé. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến các bạn nhiều video hay hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.